Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23 tháng 3, VN Index đóng cửa ở mức giá xanh, tăng nhẹ gần 5 điểm. Và cái thanh khoản thì nó không có những cái sự biến đổi quá lớn, vẫn duy trì khoảng 6.000-7.000 tỷ, là một cái thanh khoản thấp, anh chị lưu ý ha. Tuy nhiên, xét về cái bản chất phiên giao dịch ngày hôm nay, mình đánh giá là nó khác hoàn toàn so với những cái phiên vận động trước đó. Cụ thể là cái trong tuần này, anh chị mình thấy thứ hai là VN nó giảm 22 điểm nè, sau đó thì tăng 10 điểm, sau đó là một cái phiên ngày hôm qua là tăng 8 điểm. Nhưng bản chất đa phần mình sẽ thấy cái điểm chung của ba cái phiên này đó là gì? Trụ điều tiết rất mạnh, thành ra nó ảnh hưởng đến cái chỉ số chung. Còn về bản chất cổ phiếu nó không có biến động quá lớn anh chị. Đấy. Nhưng mà cái phiên giao dịch ngày hôm nay, mặc dù là thị trường tăng nhẹ thôi, nhưng em đánh giá là chúng ta vẫn thấy những cái nhóm cổ phiếu nó thể hiện cái sức khỏe vượt trội hơn hẳn, có đúng không ạ? Đấy, thì thành ra là đó là cái lý do tại sao mà em đề cập với anh chị mình là trong cái giai đoạn sideways của VN Index, mình cứ ưu tiên tập trung vào cái danh mục và cái cổ phiếu là vì vậy. Nếu như anh chị nào mà chúng ta quá đặt nặng về cái vấn đề là thế giới á, ví dụ như tối hôm qua thì Fed có công bố là tăng 0.25% lãi suất. Sau khi mà lo ngại về những cái vấn đề ngân hàng đổ vỡ của châu Âu, Mỹ vừa rồi nè. Đó, thì tối hôm qua Dow Jones nó cũng phản ứng rất là mạnh bằng việc là gì? Giảm hơn 500 điểm. Nhưng mà anh chị mình thấy thị trường của chúng ta nó lại cho những cái phản ứng ngược. Nếu như mà nó xấu anh chị, mình thử đặt một cái câu hỏi ha. Ví dụ như mà thị trường nó quá xấu đi, tại sao mấy ông lái không đẹp luôn, đúng không? Không đẹp ở những cái phiên ngày 21 tháng 3 luôn, tiện đà đạp luôn anh chị, mà tại sao lại đỡ giá những cái vùng này, đúng không? Thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng một cái xu hướng tăng nó được tiếp diễn. Như em có chia sẻ, ví dụ như cái phiên ngày giảm 22 điểm nè, chúng ta cũng gọi là gì, chưa phải là một cái phiên xác nhận để mà thị trường nó bước vào một cái xu hướng giảm mạnh. Rồi cái phiên hồi phục lại 10 điểm cũng chưa hẳn là xác định VN nó bước vào một cái xu hướng tăng, anh chị lưu ý ha. Đó, nhưng mà chúng ta ở đây thấy cái bản chất về VN Index nó vẫn gọi là gì, ổn định hơn so với thế giới. Nếu mà đặt lên bàn cân thì mình thấy cái trạng thái của thị trường nó ổn định hơn rất nhiều. Anh chị mình nhìn sang Dow Jones đi, từ cái đợt mà SVB đưa ra cái công bố sụp đổ á, đó thì bắt đầu là những cái ngân hàng khác nó cũng có cái nguy cơ bị sụp đổ theo. Thì thành ra Dow Jones từ cái thời điểm đó là anh chị mình thấy nó về lại những cái vùng giá rất thấp, nó đi hơn 2.000 điểm anh chị ha. Đây là một cái mức giảm tương đối nặng trong ngắn hạn. Nhưng mà còn VN Index nè, anh chị mình thấy có giảm đúng không? Nhưng nó vẫn gì? Duy trì được cái xu hướng, chứ không phải là giảm quá sâu. Không phải là giảm quá sâu. Và chúng ta cũng thấy cái bản chất ở những cái giai đoạn trước á, Dow Jones giảm, VN đi ngang. Chỉ có cái phiên ngày 20 tháng 3 là một cái nhịp mở biên giảm thôi. Đó, nhưng trong cái phiên này thì em cũng có chia sẻ với anh chị mình ở cái video ngày 21 tháng 3 đó là gì? Mình không có thấy cái tín hiệu bán tháo diện rộng. Không có tín hiệu bán tháo diện rộng. Cổ phiếu nó không có bị lăn ra giảm sàn, đúng không? Nó vẫn có những cái yếu tố cầu đỡ nhất định. Đó, thì thành ra là cái phiên giao dịch ngày hôm nay nè, nó phần nào nó củng cố được cho cái xu hướng của VN Index ở thời điểm hiện tại, chí ít là cái giai đoạn khó khăn nó đã qua rồi. Đó, và cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh chị mình cũng thấy là cái lực cầu nó xuất phát đến ở phiên chiều, đúng không? Cái diễn biến sôi nổi là nó xuất phát ở phiên chiều. Ở phiên sáng thì cũng rất là chán thôi, cũng cổ phiếu không có cái biến động gì quá lớn, thanh khoản thì eo ọt. Nhưng mà bắt đầu phiên chiều thì mình thấy nó sôi động hơn. Đó, và lực cầu nó tập trung ở một số cái nhóm cổ phiếu như là dòng chứng khoán. Thì ở đây mình thấy là cái nhóm chứng khoán là cái nhóm mà nó có sự đồng thuận rất là cao. Đó, và VCI vẫn là cái con cổ phiếu leader, vẫn đang rất khỏe, đúng không? Mình có chia sẻ rất là nhiều lần rồi về cái xu hướng của nhóm này ở cái video mà tập trung cổ phiếu, thị trường xu hướng sideways tập trung cổ phiếu, top cổ phiếu mạnh tuần mới. Thì em cũng đã có đưa ra những cái danh mục, những cái nhóm cổ phiếu để mà anh chị mình chú ý trong cái tuần này. Đó, thì cái nhóm chứng khoán là mình ưu tiên đầu tiên, đúng không? Bởi vì cái xu hướng đang rất là ổn, mình thấy cái tín hiệu đồng thuận trong cùng một dòng,
của cổ phiếu và nó có những cái cổ phiếu leader như con Visa này. Leader vẫn khỏe thì thành ra như em có chia sẻ rồi, anh chị nào có nắm thì mình cứ tiếp tục nắm giữ. Còn về cái điểm mua thì mình phải xem xét. Ví dụ như Visa ngày hôm nay chúng ta thấy là nó có một cái phiên xác nhận dòng tiền đánh vượt đỉnh nha. Đó, nó đang thiết lập một cái đỉnh sâu cao hơn đỉnh trước. Một cái đỉnh sâu cao hơn đỉnh trước, đáy sâu cao hơn đáy trước thì nó là một cái xu hướng gì anh chị? Một cái xu hướng đi lên, đúng không? Đấy, nên thành ra là trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ tập trung ưu tiên đầu tư những cái nhóm cổ phiếu nó có khả năng đi lên. Và đối với cái cổ phiếu Visa này, liệu cái điểm mua nó ở đâu? Hôm nay có phải là điểm mua không? Vẫn có, nếu như anh chị nào chúng ta gọi là mua được ở những cái vùng dưới á, mình thấy tín hiệu dòng tiền vô á, nói chung là dưới 30 thì nó sẽ đẹp. Tại vì á, như em có chia sẻ rồi, trong cái giai đoạn mà thị trường nó sai quay thì mình không có ưu tiên mua vào cái điểm nổ, đúng không? Tức là cái giá cao nhất của cái phiên bùng nổ đó. Mà chúng ta một mua tại nền, hai mua ở chân điểm nổ, ba thì sao? Sẽ canh những cái điểm test lại của cổ phiếu mà mình mua, nó sẽ tối ưu hơn so với cái việc mua ngay cái phiên điểm nổ luôn. Tại vì anh chị mình biết là giai đoạn sai quay mà, thì thành ra là cái yếu tố phân hóa nó diễn ra liên tục. Ví dụ như anh chị mình mua cái điểm nổ ngày hôm nay đi, mua cái giá 31 đi, cái xong hàng về nó có yếu tố rũ bỏ, đa phần là nó sẽ rũ ha. Tại vì mình đánh giá những cái phiên, những cái cổ phiếu mà nó bùng nổ từ cái giai đoạn khoảng một tháng trở lại đây thì mình thấy cái tín hiệu là gì, cứ nổ phiên xong nó rũ hàng về đó. Nên là thành ra cái điểm rũ đó, nếu mà mình muốn gọi là tránh những cái điểm rũ như thế thì mình hạn chế mua cái phiên bùng nổ. Có thể mua nhưng mà dưới cái vùng giá thấp thì nó sẽ ok hơn. Còn nếu như anh chị mình mua cao thì khi mà hàng về nó rũ á, thì mình gọi là chịu áp lực một chút, đúng không? Chịu áp lực một chút khi mà cổ phiếu nó giảm đỏ về đó. Thì cái điểm rũ là một cái vận động bình thường sau khi cổ phiếu nó có một điểm bùng nổ anh chị. Đó, và quan trọng là cái xu hướng cổ phiếu nó phải được giữ và cái lượng cung bán ra nó phải được hấp thụ lại tốt, hấp thụ lại khỏe thì mình cứ yên tâm nắm giữ cổ phiếu. Còn về cái điểm mua của Visa thì ở đây mình vẫn chia sẻ là gì? Anh chị phải chờ cho một cái điểm test lại của cổ phiếu nè. Đó, test lại khoảng quanh vùng giá 30 chấm ít nè. Đó thì mình sẽ canh vào nó ok hơn. Anh chị lưu ý ha. Ngoài ra thì Visa là cái cổ phiếu leader thì mình thấy cái nhóm cổ phiếu nhỏ á, có con FTX này cũng khá là khỏe nha. Đó, nó khá là khỏe về cái mặt xu hướng cũng như là xung lực dòng tiền. Nhưng mà do là cái thanh khoản nó bị hạn chế nên là mình tập trung vào những cái nhóm cổ phiếu chứng khoán vốn hóa lớn thôi. Ví dụ như là SSI nè. Đó, thì anh chị mình thấy SSI nó vẫn bám sát cái đường trend line tăng và nó đi lên, đúng không? Con này là con tăng theo cái con leader. Leader ổn thì cái nhóm này nó ổn. Nên là anh chị nào có hàng thì mình cứ yên tâm nắm giữ ha. Còn về điểm mua, ví dụ như hôm nay anh chị nào mua vẫn được. Đó, mình mua tại nền vẫn được. Đó, do là cái room khách hàng của em có mua tại nền rồi nên là mình không có mua thêm anh chị. Đã có rồi nên không mua thêm. Đó, còn mua gia tăng thì cái điểm gia tăng nó sẽ như thế nào? Gia tăng anh chị mình phải chờ cho anh vượt những cái vùng cản ngắn nè. Đó, tại vì anh chị mình biết á, tại sao phải vượt những cái vùng cản ngắn? Tại vì á, mặc dù là cái nhóm nó khỏe ha, nhưng có một số cái con cổ phiếu á, vẫn có trường hợp một số cái mã cổ phiếu nó không đi theo cái xung lực tăng của cái nhóm con leader mà nó cứ vận động linh xinh vậy đó, rất là khó chịu. Đấy, nên thành ra là mình an toàn hơn, mình sẽ chờ những cho gọi là chờ những cái điểm mà cổ phiếu nó vượt những cái vùng cản ngắn. Đó, sau đó retest lại mình mua nó sẽ ok hơn. Ha, tại vì ví dụ như gia tăng á, cái giá mình mua ở đây quanh 20 chấm ít mà giờ mình mua gia tăng thêm 20 chấm ít thì nhìn chung là cũng được, nhưng mà em đánh giá là để mà nó vượt cái cản ngắn thì nó sẽ ok hơn. Thứ nhất là gì, nếu như mà nó vượt cản ngắn thì chí ít anh chị mình đã có một cái khoản lãi mua từ vùng dưới này, đúng không, lên tới đây nó có một cái khoản lãi bảo kê anh chị. Đó, nếu như nó vượt cái vùng này ok, có tiền vào rồi, vượt những cái vùng giá cao rồi, vượt những cái vùng giá ví dụ như 21 đi, thì nó có, nếu mà có dòng tiền đỡ giá quanh cái vùng 21 ha, thì khả năng đánh lên của cổ phiếu vẫn rất là cao. Đó, nên là mình mua mình có một cái khoản lãi bảo kê thì sẵn sàng gia tăng.
thêm một cái lượng nữa. Đó, ví dụ như cái hàng gia tăng đi mình mua mà không có lãi, nhưng cái phần hàng gốc chúng ta vẫn có lãi, thì về cơ bản chúng ta vẫn không có thu cái deal này, đúng không? Đó, còn nếu như mà mình mua ngay tại một cái vùng nền giá luôn mà mình mua quá nhiều á, thì đôi khi ví dụ như trường hợp xấu đi, trường hợp tiêu cực đi, ở đây không ai mong muốn nhưng mà ví dụ thôi, nó không có đánh tăng mà nó lại giảm, nó thì thành ra mua gia tăng nó cũng không có được cái gì hết ấy. Nên đó là lý do tại sao mà em không có cho gia tăng quanh những cái vùng giá vốn là như vậy ha, lưu ý ha. Đó, thì anh chị mình cũng quan sát theo dõi đối với những cái mã cổ phiếu này, ví dụ như nó vượt cái hai vượt 21 á, thì đó sẽ là những cái điểm mà em tư vấn anh chị mình gia tăng, lưu ý ha. Đấy, dạ rồi, thì ngoài ra mình còn có những cái mã như HCM. HCM thì bây giờ nó cũng vận động tương tự thôi như SSI, tức là nó đang tìm về những cái vùng đỉnh trước, thì cái target ngắn của cái cổ phiếu này đó là quanh mức 26 ha. Anh chị nào có hàng thì mình cầm lên đây vẫn được đó, mua thì cũng có thể chú ý HCM quanh cái vùng giá 24 đó, hoặc là SSI nè, nó quanh 20 chấm ít lấy vị thế được ha, lấy vị thế nhóm chứng khoán được. Còn VND, VND thì cũng đang về lại những cái vùng đỉnh trước này đó, nhưng mà em sẽ ưu tiên con SSI hơn ha. VND là một cái option sau, tại mua ví dụ mai mua tự nhiên nó dính cái vùng cản rồi, nên là cũng không có tối ưu đâu. Nếu mà mua VND, tại vì cái vùng cản nó gần quá rồi, nên là ví dụ như mà mình mua đôi khi nó cũng chưa thể nào ăn ngay nè đó, nên là thôi anh chị mình chờ con VND này nó cân bằng lại ha. Thì em cũng rất là kỳ vọng cái dòng chứng khoán này là cái dòng mà nó dẫn dắt vào VN-Index của chúng ta trong cái giai đoạn này. Anh chị mình thấy là cái dòng chứng khoán là cái dòng mà nó gọi là nó đi theo cái kịch bản thị trường, đi theo cái xu hướng thị trường. Thì nếu như mà cái dòng này nó vẫn khỏe thì chúng ta vẫn kỳ vọng một cái kịch bản tốt hơn của thị trường, đúng không? Cơ hội của VN-Index nó vẫn có chứ không phải là không. Đấy, chỉ cần có dòng dẫn ha, thì trong đoạn này mình thấy cái dòng chứng khoán là cái dòng tương đối khỏe, nên là cũng rất là kỳ vọng. Ví dụ như ngày hôm nay thị trường của chúng ta tạo, em tạm gọi là một cái phiên tạo tiền đề đi, tạo tiền đề đó, mà nếu như ngày mai mà là một cái phiên bùng nổ về dòng tiền á, thì rất là chuẩn chỉnh nha, rất là đẹp nha. Nếu như mà nó xuất hiện một cái phiên tương tự như cái ngày 3 tháng 1 á, là rất là đẹp luôn á. Ở một cái phiên mà đồng thuận các dòng cổ phiếu nó đều tăng và nó có dòng tiền vào tham gia đó, thì thành ra đó là một cái điểm xác nhận tốt và chúng ta có cơ sở để mà chúng ta đầu tư trong cái giai đoạn sau. Tức là cái xu hướng nếu như mà nó xuất hiện một cái điểm nổ về dòng tiền á, một cái điểm hướng lên á, thì chúng ta có khoảng giai đoạn một tháng để mà chúng ta đầu tư, chúng ta mua cổ phiếu, chúng ta có thể giải ngân cái vốn cho nó sẽ nó tự tin nhất anh chị, nó cũng an toàn hơn. Còn trong cái giai đoạn sideways thì đôi khi là cái cách mình đi vốn không có được mạnh dạn đâu, không có đi nhiều tiền được, đúng không? Em có chia sẻ rồi, nó đi tỷ trọng vốn vừa và nhỏ thôi, không có đánh quá lớn ấy, nên thành ra là cũng rất kỳ vọng vào cái phiên giao dịch ngày mai ha. Nếu như mà nó gọi là nó xác nhận mà vượt cái mốc 1065 á, vượt những cái vùng đỉnh trước này nè, thì sẽ rất là ok, bằng một cái sự xác nhận về dòng tiền bùng nổ này, một cái điểm hướng lên dòng tiền tham chiến đó. Còn nếu như mà ngày mai lình xình á, thì cũng phải chờ thêm rồi, đúng không? Hôm nay là một cái phiên khá là đẹp rồi nè, tạo tiền đề rồi nè, nhưng mà nếu như mà ngày mai mà không có nổ được á, thì cũng rất là đáng tiếc anh chị nhé. Đấy, nên là cũng rất là mong ngày mai là một cái phiên mà thị trường nó có những cái sự xác nhận chắc chắn hơn đó. Ngày hôm nay tạo tiền đề khá là tốt, mình thấy cái dòng chứng khoán nó dẫn dắt và nó kéo theo những cái nhóm cổ phiếu khác, nó cũng ổn định hơn. Ví dụ như mình nhìn sang dòng ngân hàng đi, dòng ngân hàng thì hôm nay dòng tiền nó tập trung chủ yếu ở SHB. Video trước có chia sẻ với anh chị mình con này tích lũy nè, đánh ngắn chú ý con này được nè, đúng không? Thì hôm nay dòng tiền nổ khá là tốt đó, thì con này nó đang tiệm cận về những cái vùng đỉnh trước, vùng cản ngắn của cổ phiếu đó là quanh giá 10.7, anh chị lưu ý ha, 10.5 đó. Thì thí dụ anh chị mình thấy hôm nay nó tăng, nó bị hạ nhiệt một chút này,
Đó, thì thành ra ngày mai có khả năng nó tăng về, nhưng mà cái xung lực nó cũng phải gọi là tạo một cái điểm rũ trước cái quá trình đánh vượt đỉnh đó. Nên là anh chị này, chúng ta có đánh ngắn mua tại nền, lên tới đây canh chốt lãi ngắn này 50% đúng không, chờ những cái điểm cổ phiếu nó cân bằng lại mình cover lại hàng sau nó sẽ ok hơn ha. Đó, thì anh chị mình thấy là ngân hàng hôm nay SHB vào điểm điểm vào dòng tiền khá là tốt ha. Rồi mình thấy cổ phiếu như Vietcombank anh cả nè, nó cũng ngóc cái đầu nó tăng lại nè, nó sau một cái điểm rũ khối lượng lớn, cái điểm rũ bỏ. Chị thấy con này đánh như VRE không? VRE đoạn trước cũng có cái điểm rũ bỏ vô lớn nè đó, sau bắt đầu cân bằng và hồi phục lên lại. Thì đây là những cái cổ phiếu nó sẽ, anh chị mình lưu ý, tại vì nó rất có khả năng rơi vào cái mẫu hình gãy nền rũ á. Những cái mã cổ phiếu mà nó rơi vào cái mẫu hình gãy nền rũ là cái dạng đoạn sau nó sẽ khá là khỏe ha, nếu như mà nó xác nhận mẫu hình, nếu như mà nó hồi phục được và nó cân bằng được cái biên trên, thì đó là những cái mã cổ phiếu mình cực kỳ phải lưu ý. Với cái con VRE này thì em cũng chú ý anh chị, cũng cũng nói lại cho anh chị mình ở cái video trước rồi đúng không, hai video trước, bởi vì cái xu hướng của nó nè, một cái xu hướng tăng nè, đang tăng nè, gãy rũ khối lượng lớn, sau đó bắt đầu cân bằng lại và nó hồi phục đi lên, quan trọng là nó đã đi lên lại được nha. Đó, và mình sẽ chờ những cái phản ứng khi mà về lại những cái vùng kháng cự lớn này đó, chứ không phải là mình bỏ nó luôn. Đó, thì thành ra đối với những cái mã cổ phiếu như VRE, anh chị mình nốt lại trong danh mục, nốt lại trong cái cuốn sổ mình theo dõi nó qua từng phiên. Vietcombank nè đó, thì nếu như mà nó xuất hiện một cái điểm rũ giai đoạn phía sau nó cân bằng được thì anh chị mình sẽ chú ý nha. Đó, bởi vì nếu như mà nó cân bằng ổn thì cái giai đoạn sau nếu mà dòng tiền vào tốt quá và khỏe thì nó có khả năng đi lên rất là tốt, tại vì nó xuất hiện điểm rũ nè. Thường á, như em có chia sẻ rồi, ví dụ như một cái mã cổ phiếu mà nó muốn đi lên thì trước đó là nó phải có những cái yếu tố cân bằng tích lũy kỳ cung đúng không ạ? Còn nếu như mà kỳ cung mà nó không có đánh lên á, đó thì nó sẽ có những cái điểm rũ rũ để mà nó loại bỏ những cái ông đeo bám ở cái nền đó, rũ về cân bằng sau đó hồi phục lên được và cân bằng trở lại vùng biên trên, thì đó sẽ là những cái giai đoạn mà mình canh lại, anh chị lưu ý ha. Đó, thì Vietcombank nếu mà nó hồi lên được tới đây thì ổn nha. Dạ rồi, ACB đỡ cung khối lượng lớn. Đó, nhìn chung những cái mã này thì nó chưa thủng cái vùng giá 23.5 thì anh chị cứ giữ thôi. Mua thì mình không có ưu tiên lắm ha. BID chưa có nổi bật nhưng mà tích lũy kỳ cung nè, có hàng vẫn nắm giữ được nè. CTG nè cũng tương tự thôi đó, cũng đang có những cái yếu tố cân bằng đó, thì thành ra khả năng những cái mã cổ phiếu này nó sẽ về lại những cái vùng giá 30. Anh chị nào có hàng thì mình cứ nắm giữ thôi đó, nhưng mà cái con này thì không biết khi nào dòng tiền nó mới vào nè, khối lượng giao dịch đang rất bé rồi nè. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn tổ chức bắt đầu họ gì anh chị, thu gom cổ phiếu rồi nè đúng không, họ để cho cổ phiếu á đi ngang, tạo cái tâm lý chán nản cho nhà đầu tư mua mà sao cổ phiếu nó không đánh. Thì đối với những cái mã cổ phiếu như CTG nó đang tạo một cái vùng biên tích lũy lớn phía trên này đó, và nó cho cái tín hiệu kỳ cung rất là tốt nha, đây là những cái tín hiệu rất tốt. Nên là đối với CTG thì là một trong những cái mã cổ phiếu mình vẫn tập trung, mình vẫn ưu tiên trong cái nhóm ngân hàng. Anh chị nào có hàng mình vẫn cứ yên tâm nắm giữ nha. Đó. Thì mình đang thấy một cái giai đoạn kỳ cung, rất là kỳ cung của cổ phiếu rồi. Thì nếu nó có một cái điểm kích hoạt dòng tiền vào thì sẽ khá là ok nếu mà đánh vượt mẫu hình này. Đó, canh lại những cái mã cổ phiếu như CTG nha. Ai chưa có hàng thì cũng có thể chú ý được quanh cái mốc giá 28 chấm x. Anh chị lưu ý nhé. Đó, dòng ngân hàng chú ý CTG. Liên Việt thì Dũng cũng giữ ok nè, cũng khá là ok. Nhưng mà mình thấy con CTG nó hợp với cái gu của mình hơn đó. Nên là anh chị nào có Liên Việt thì cứ nắm không sao cả ha, đó, không phải xấu, xu hướng vẫn rất ổn, neo giữ được vùng biên trên đó, thì có hàng cứ nắm. VB thì hôm nay lại chững lại không có tăng đúng không, trong khi những mạng cổ phiếu khác nó tăng đó, tại vì cái dòng tiền hôm nay nó tập trung chính vào cái nhóm chứng khoán mà anh chị, ngân hàng thì có một số mã thôi. Nên là thành ra VBank ngày hôm qua nó đã tăng rồi, hai hôm trước nó đã tăng rồi, nên là hôm nay nó chận lại là điều bình thường ha.
cổ phiếu này á, hiện tại là nó đang về lại những cái vùng đỉnh trước rồi nè. Là anh chị nó có lãi thì em nghĩ là cân nhắc thực hiện hóa lợi nhuận, chốt bớt 20, 30, 50%, chờ những cái điểm cân bằng phía sau mình canh cover lại nó ok hơn. Đó. Gặp kháng cự lớn nè. Đó. Nguyên tắc gặp kháng cự là nó sẽ có những cái áp lực rung lắc nhất định nè. Đấy. Nên là cũng chú ý ha. Rồi mình đi sang cái nhóm thép đi, thì mình thấy nhóm thép là vẫn giữ khá là ok đúng không? HPG này, đó, HPG cho hai tín hiệu kỳ cung rất rõ ha. Ngày mai khả năng con này có khả năng là nó về lại những cái vùng đỉnh trước 21 chấm ít nè, đó, quanh cái biên này ha, khả năng điểm nổ, cái khả năng xuất hiện một cái điểm hướng lên khá là cao đó. Còn dòng tiền vào hay không thì mình không biết, nhưng mà đối với cái form này khả năng cao là nó có một cái điểm hướng lên ha. Rồi HSG nè, HSG cũng chú ý lại nè, tích lũy nè, kỳ cung nè, nam kim nè, cũng có những cái điểm hướng lên đúng không, giữ rất ổn ha. Đó thì em có chia sẻ với anh chị về cái việc là chú ý lại cái nhóm thép này đúng không, về căn bản nó vẫn neo giữ được vùng biên trên, chưa có những cái tín hiệu quá xấu. Ví dụ như xuất hiện cái phiên ngày 14 tháng 3 khối lượng lớn, giảm điểm khối lượng lớn thì mình hơi rén đúng không? Mình không có mua sớm. Nhưng mà khi nó rủ về, nó có những cái yếu tố kỳ cung và nó cân bằng, nó hồi phục đi lên thì mình vẫn có thể chú ý trở lại được anh chị. Đó, tại vì là cổ phiếu nó đã xuất hiện những cái điểm rủ và kỳ cung rồi. Quan trọng là nó phải có tín hiệu kỳ cung. Còn nếu như sau cái phiên mà bị bán khối lượng lớn á, mà xu hướng phía sau của cổ phiếu á, nó lại yếu hơn, nó lại giảm mạnh hơn, ví dụ như dòng dầu khí nè anh chị mình thấy nè, sau cái phiên ngày 14 tháng 3 nè là một cái điểm rũ khối lượng lớn đúng không, nhưng mà khi về tới cái vùng hỗ trợ giá cổ phiếu nó không giữ được mà nó hồi phục, nhưng thay vào đó nó lại mở một cái gap và nó giảm sâu hơn với khối lượng lớn, thì thành ra đây là những cái tín hiệu mà xác nhận cho cái dòng này nó đang gọi là cái đà tăng của cổ phiếu nó không còn mạnh nữa đó, và cái giai đoạn phía sau nó sẽ tương đối là mất thời gian đó, một cái sự xác nhận như này, nên là cái dòng này là cái dòng mà em đánh giá là nó đang khá là yếu ở thời điểm hiện tại. Ví dụ như hôm nay anh chị mình thấy nó cũng không tăng quá nhiều ha. Đó thì ví dụ như nhóm thép á, là nó không có cái giai đoạn giảm sâu này mà nó về tới đây là nó cân bằng hồi phục đi lên được, nếu như nó giữ được cái biên sideways biên trên thì mình vẫn chú ý lại nó. Còn đối với cái trạng thái dòng B là nó đã rủ một cái điểm khối lượng lớn luôn, một phiên rủ rồi nó xuất thêm hiện thêm một phiên rủ nữa đó, mà gãy cái vùng hỗ trợ luôn thì về lại những cái vùng đỡ dưới thì nó cân bằng lại, thì cũng kỳ vọng là nó sẽ có những cái điểm hướng lên trở lại ha, nhưng mà hồi ưu tiên cơ cấu này đó. Thì đó là cái lý do tại sao em không có ưu tiên dòng dầu trong cái giai đoạn này, nó là như thế đó. Nhưng mà dòng thép thì mình vẫn có thể chú ý ha, anh chị nào có hàng thì mình vẫn nắm giữ được. Còn ví dụ về những cái điểm mua á, thì hôm nay mua cũng ok này. Đó. Hôm nay ví dụ như nếu mà anh chị mình lấy vị thế cũng ok đấy. Đó. Còn nếu như mà an toàn hơn mình sẽ chờ gì? Chờ nó về lại tới vùng 17 nè. Tạo những cái phản ứng ở đây. Đó, xem coi là cái phản ứng như thế nào. Bởi vì anh chị mình biết trên này á, bị kẹp rất là nhiều nha, mình thấy cái khối lượng lớn nè. Đó, mua đu bán rất là nhiều. Đôi khi về tới đây người ta vẫn chưa 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 bán đâu, tại vì giảm bao nhiêu? Giảm về hỗ trợ đôi khi người ta không bán 10% mà còn gồng được. Khi mà về tới đây có khi mới bán nha. Nên là mình sẽ xem cái phản ứng khi mà về 17 này. Rồi sau đó mình sẽ có những cái quyết định mua hay bán đối với cổ phiếu. Đó, còn bây giờ còn nếu như anh chị nào mua cái phiên ngày hôm nay em thấy vẫn ok, cũng không có xấu. Đó, vẫn ổn, mình ăn một cái nhịp về đỉnh trước của cổ phiếu. Đó, nhìn chung dòng thép cũng khá khỏe. Giữ được cái xu hướng trên. À, ok nhé. Rồi. Mình đi sang một số cái mã cổ phiếu riêng lẻ đi. À, ví dụ như CTD nè. À, có CTD anh chị nào chốt chốt lãi chưa? Đúng không? Chuẩn chỉ chưa? Chuẩn chỉ một cái pha đánh đánh ngắn của cổ phiếu chưa? À, em có chia sẻ rồi, cái video này nè, đúng không? Top cổ phiếu mạnh tuần mới nè. Có tư vấn cho anh chị một số cái mã cổ phiếu đánh ngắn thôi, thì trong đó là có CTD. À, mua tại nền. Thì kênh nó hướng dẫn anh chị là gì? Ăn một cái điểm nổ là bán, không có nắm lâu. Đó. Thì ví dụ như về tới 14 là đạt target của em rồi đó, thì anh chị mình bán hay không thì tùy ha. Nhìn chung là cổ phiếu xây dựng CTD khá là ok, đánh rất là chuẩn chỉnh, tích lũy kiệt khối lượng đúng không? Đó, đây là những cái form mà em tư vấn anh chị mình.
Nên là anh chị mình cũng lưu ý ha. Rồi ví dụ như ngoài xây dựng thì mình có hút cũng thấy ok nè, ngoài CTD mình thấy có hút cũng đang kỳ cung cân bằng nè. Đó. Cũng ok ha, tích lũy nè. Đó, thì nếu như anh chị nào đánh ngắn chúng ta có thể chú ý hít cũng được luôn. Nếu chưa mua CTD quanh giá 15 ba đúng không? Nhưng mà quản trị rủi ro giúp em là nếu như thủng 14 buộc phải hạ nha, thủng 14 nha. Tức là nó thủng cái nền phía dưới này nè. Đó. Hạ. Cắt lỗ, sai thì cắt, đúng không? Còn nếu như mà nó tích lũy như thế này ok thì mình có thể ăn một cái biên ngắn về lại đỉnh trước 16.5 17 ha. Đấy, dạ rồi. Ngoài ra thì mình thấy ví dụ như nhóm đầu tư công đi. Đầu tư công thì ngày hôm qua có trước là có KSB đánh rất ổn, hôm nay vẫn duy trì được xu hướng rất tốt nè. Đó anh chị thấy không? Đó. Rồi LCG chưa nha. LCG ngày hôm qua hơi bull đáp tí tăng chỉnh về lại. Đó, nhưng mà con này vẫn neo giữ được biên trên. Thì để cùng xem phản ứng nó như thế nào. Nó đang có yếu tố nâng đáy nè. Đó, thì mình cũng kỳ vọng nó sớm vượt những cái vùng đỉnh trước nha. Còn nếu như mà nó không vượt đỉnh trước á, nó lại rất là mất thời gian nha anh chị. Một đỉnh nè, hai đỉnh, ba đỉnh không vượt thành công nè, có khi nó lại rủ về nè. Đó. Rồi. Những cái mã khác như là VCG hồi đầu em có tư vấn anh chị đúng không? Cho những cái điểm test cung thì hôm nay vẫn chưa có yếu tố bứt thoát nền, nhưng mà về bản chất cũng không xấu nha. Đó. Cũng tích lũy kiệt khối lượng nè. Đó, mình cũng kỳ vọng ăn được một cái điểm nổ về lại những cái vùng giá 20.x21. Đấy. Nên là nếu như anh chị nào chúng ta thích nhóm đầu tư công đó, thì có thể chú ý những cái mã như VCG mình đánh ngắn được anh chị nhé. Đó, điểm mua là quanh 17 19.7 và chúng ta quản trị rủi ro giúp em là 4% đối với cái mã cổ phiếu như này. Lưu ý ha. Đó, thì đó là một cái điểm của cổ phiếu đầu tư công. HHV thì cũng ok nha. HHV hôm nay cho một cái tín hiệu test cung nè. Đó, nếu như anh chị nào thích thì mình có thể chú ý HHV cũng được, quanh cái vùng giá 13. Target thì về lại đỉnh trước thôi, 14 mình cũng không ăn nhiều quá nhiều. Giai đoạn này thì em vẫn ưu tiên đánh ngắn thôi. Ăn được một cái điểm nổ khoảng 7% là ok rồi. Đó. Và quản trị rủi ro là cũng 4% giúp em luôn. Lưu ý ha. Đó là đối với cái nhóm đầu tư công. Ngoài ra một số cái mã cổ phiếu khác ví dụ như VRE nè, nãy mình có chia sẻ rồi, vẫn chú ý những cái mã cổ phiếu như thế này đúng không? Chờ đợi những cái tín hiệu kỳ cung hơn, hôm nay là no supply rồi nè. Ngày mai kỳ vọng xuất hiện điểm test cung nè, khối lượng kỳ hơn nữa. Khá là đẹp ha. À, con này trong cái nền nó cũng có test đáy lần thứ nhất, đáy lần thứ hai rồi nè. Chú ý VRE nhé. Rồi ví dụ như hồi nãy đầu tư công mình quên đề cập FCN cũng ok. Mình cũng thấy cái tín hiệu kỳ cung của cổ phiếu nè. Đó, thì nhóm đầu tư công hiện tại đang cho cái trạng thái tích lũy test cung khá là tốt, tạo nền xuất hiện những cái điểm test cung khối lượng thấp thì nó cũng phù hợp để mà anh chị mình săn điểm nổ anh chị ha. Đấy, thì ví dụ như FCN anh chị mà có mua vùng giá 11 thì mình cũng canh về lại những cái vùng giá 12 11.7 1.8 vùng đỉnh trước này nè. À, mình canh mình chốt luôn và cũng quản trị giúp em là 4%. Thì nhóm đầu tư công mình thấy có FCN cho test cung đúng không? Rồi HHV hoặc là như VCG. Đấy. Dạ rồi, thì đó là toàn bộ cái buổi video ngày hôm nay mình đi đề cập với anh chị mình trạng thái ở một số cái nhóm cổ phiếu nó nổi bật. Còn những cái nhóm nào mà mình không đề cập thì về cơ bản tổng thể xu hướng của dòng nó vẫn chưa có ổn định lắm. À, về xu hướng nó vẫn là một xu hướng giảm nên mà cũng sẽ không có ưu tiên trong giai đoạn này anh chị ha. Dạ rồi, thì nói cả buổi video rồi cũng quên chào anh chị mình đã đến với kênh đầu tư chứng khoán cho Phạm Stock. Thì những anh chị nào mà chúng ta chưa ủng hộ kênh của em thì cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha, và đừng quên để lại những cái bình luận. Đây là những cái động lực rất là lớn, cũng như anh chị để lại bình luận thì em cũng rất là vui, mà cho anh chị mình có khen hay là chê, nhưng mà có để lại bình luận là những cái sự động viên đấy, để mà giúp em duy trì cái kênh này. Nên là anh chị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận
ha anh chị ha. Dạ rồi, thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị mình ở những video tiếp theo. Chúc anh chị mình một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và cũng đừng quên là nếu như anh chị chưa có hệ thống đầu tư hỗ trợ phù hợp thì có thể liên hệ với em qua số Zalo 0345 548 188 để mà em hỗ trợ anh chị mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị mình ở những video tiếp theo.